Wow, xin là có sẵn món ở đây là cái gì? Thank you.
Sẵn gói ở đây là cái gì? À, vào đây. Đi làm à? Đây có gói ở đây. Từ 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 chị cho nhé. Ở nhà đó. Đi rửa quá nhỉ. Đây chị về đi rửa tay. Rửa tay cho mẹ ăn nhé. Đấy đâu nhé. Đấy đâu chị cắt cho mẹ ăn. Miên khoai nha. Đây chị bóc vào. Chờ chút nha. Đi giả chứ. Quả tiết ở nhà tự chuẩn bị luôn này. Có sẵn đồ ăn ở đây luôn. Rồi chờ chị nha. Từ từ. Chờ chị. Này, cho Vivi ăn trước một miếng này. Xúc ăn nhé, để chị ăn nhé. Nè, đang chị xúc. Ai, giỏi quá.
đi nha. Đi ăn đi, chị Loan này. Ăn đi nhé. Chị phải ốm rồi, giờ chị nấu ăn cho Bi ăn nhé. Hôm nay Bi ăn bánh với chị ăn. Ăn có ngon không? Nào, chị cứ cho Bi ăn nhé. Hết rồi. Hết rồi, Bi no chưa? No chưa? No rồi, chị cắt đồ ăn nhé. Dọn đi lấy sữa rồi uống nhé. Chờ chị xíu. Sữa Bi đây, ngồi chờ nhé, đợi chị trả con cho. Đây, sữa Bi đây. Từ từ đi. Uống đi, uống cho nó nhé. Đi uống giỏi quá, sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Uống nó đi xong chị lau miệng cho. Nghe nhỏ nó nha. Hết chưa? Đo chưa? À, chị cắt cho nhá. Hết rồi chị cắt cho nhá. Để chị cắt sữa cho Bi nha. Uống xong rồi cắt nhá. Để người lau miệng cho. Đây, đó đây. Nè, chị bé. Chị bé. Cắt con nhé.